Xin chào các chị em, chào mừng các chị em đã quay lại với kênh Minamoto. Sắp cuối tháng 3 rồi, đây là một thời gian có thể nói là sắp kết thúc năm học luôn và chuẩn bị cho năm học mới. Thì Minamoto muốn giới thiệu đến các anh chị em các mẫu xe phù hợp cho các bạn học sinh cấp 3 cũng như là các bạn sinh viên đại học không cần bằng lái vẫn có thể sử dụng và lái xe một cách hợp pháp, và chỉ cần căn cước công dân thôi thì chúng ta cũng đã có thể sở hữu xe và đứng tên xe. Thì trước mắt các chị em đây, chúng ta sẽ có phiên bản SAC 50 của hãng SQM, vẫn được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây tại thị trường Việt Nam. Với đây là phiên bản xe tay ga 50cc, rất là nhiều công nghệ cũng như là động cơ tiết kiệm xăng. Với động cơ 50cc thôi mà chúng ta sẽ có mức tiêu hàng liệu chỉ gần 1,97 lít trên 100km. Đâu đó thì lanh quanh sẽ 1 lít xăng sẽ đi được tầm khoảng hơn 50 cây tí xíu. Đó, hơn 50 cây tí xíu với cái dư lượng chúng ta đi làm đi học hàng ngày á, hoặc là chỗ này đi chơi á, thì cái bình xăng, dung tích bình xăng này các chị em chúng ta đổ một lần thôi thì có thể chạy gần một tháng lận. Và hiện tại với phiên bản SAC 50 này, chúng ta hiện tại cửa hàng sẽ có 3 màu, nhất là màu trắng, thứ hai là màu xanh nhám, thứ ba là màu xám xi măng. Màu này cũng rất là hot trend ở năm 2023-2024 nè. Còn các bạn nữ thì chúng ta có thể chọn phiên bản màu trắng thì nó sẽ nhìn sang trọng hơn, sạch sẽ hơn, bắt mắt hơn rất là nhiều. Và hiện tại ba phiên bản này chỉ có mức giá là 24.500 bao VAT thôi, 24.500 bao VAT cho một chiếc xe tay ga không cần bằng lái mà các bạn học sinh sinh viên cũng có thể sử dụng. Với tiện ích đầu tiên á, thì đây là một mẫu xe tay ga nhưng mà có không gian cốp rất là rộng luôn. Tuy là chỉ có 50 thôi mà lanh quanh tầm khoảng 24.500, chúng ta có không gian cốp rất rộng nè. Ở đây các bạn nhỏ chúng ta cũng thể đựng ba lô hoặc đựng những cái vật dụng cá nhân mình rất là nhiều trong đây. Đó, kèm theo đó thì chúng ta sẽ có cái sàn để chân rộng rãi. Ở với đây chúng ta có vị trí móc nè, đó, và đổ xăng bên ngoài như những các mẫu xe tay ga cao cấp luôn, nhưng mà với mức giá chỉ có 24.500 thôi cho động cơ 50cc để cho các chị em tặng cho các em nhỏ của mình không cần bằng lái. Còn nếu mà các bạn trai mà thích chạy tay ga thì bên mình vẫn có động cơ 50cc luôn, nhưng mà phiên bản nhìn nó thể sởi hao hơn tí xíu. Đây là SQM Passing. SQM Passing hiện tại đang có mức giá là tầm khoảng 22.500 cho tới 23 triệu. Nó sẽ rẻ hơn so với lại phiên bản SAC 50 tầm khoảng 1-2 triệu ha. Về cái phiên bản này thì nó sẽ nhìn thể thao hơn, phù hợp với nam hơn. Phía trước chúng ta sẽ có cái cụm đèn halogen cực kỳ là thể thao ha. Còn về không gian cốp của Passing nó tuy là không to bằng SAC 50 nhưng mà vẫn đủ không gian để chúng ta có thể đựng nón nửa đầu ở đây. Đựng ở trong đây thì chúng ta đi các trung tâm siêu thị nữa mua sắm, hay là chúng ta dựng xe bên ngoài á thì cũng an toàn hơn rất là nhiều. Còn các bạn nam bạn nữ nào mà thích cái kiểu dáng dễ thương cổ điển thì chúng ta có thể quan tâm tới mẫu xe Elite 50 này. Với thân hình cực kỳ là nhỏ gọn, dễ dàng mà chúng ta điều khiển đi trong phố, đi chơi đều vẫn đẹp ha. Đây là dành cho những các bạn có phong cách cá tính nữa. Tuy là với cái kiểu dáng bề ngoài như thế này thì đây là một chiếc tay ga có không gian cốp cực kỳ rộng luôn. Đây mình cho các bạn coi. Với không gian cốp này vừa rộng mà vừa sâu nữa, các bạn có thể để cái ba lô ở trong đây hoặc là để một cái laptop ở đây. Ngoài ra còn đủ không gian để chúng ta đựng đồ nhiều khác nữa. Và với động cơ 50cc thì không cần bằng lái, tiết kiệm nhiên liệu mà chúng ta có thể được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây nữa. Các bạn có thể chúng ta lỡ mà hư những cái đồ vật dụng ở trên xe như là đèn hay gì đó, chúng ta cũng có thể đến Minamoto để đặt phụ tùng phụ kiện và vẫn có thể bảo hành cho các anh chị em chúng ta 3 năm hoặc 30.000 cây nha. Và các bậc phụ huynh nào chúng ta quan tâm tới mẫu xe mà tiết kiệm nhiên liệu nữa thì có thể quan tâm đến các mẫu xe số của hãng WM, cũng là động cơ 50cc thôi nhưng mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với phiên bản Galaxy này với mức giá hiện tại đang dao động tầm khoảng 17.300 tới 18.500 bao VAT tùy theo phiên bản, vừa có phiên bản bánh mâm cứng cáp, vừa có phiên bản bánh căm đi lanh xe hơn. Điểm chung của các mẫu xe này đó chính là động cơ 50cc cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, chỉ có 1,29 lít trên 100km thôi. Nếu mà chúng ta quy đổi ra thì 1 lít có thể chạy tầm khoảng 77-78 cây. Thì cái mẫu xe số này nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn cho các bạn học sinh sinh viên chúng ta đi xa, hoặc là chúng ta cần cái lượng mà quãng đường đi mình đi dài á. Thì với cái thiết kế cũng cực kỳ là thể thao, phù hợp cho các bạn nam nè. Đây là phiên bản SQM Galaxy. Và có một phiên bản dành cho các bạn nữ nữa, cũng là xe số cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó chính là Angela 50. Với thiết kế các bạn có thể thấy phía trước này nhiều đường góc cạnh nè,
đó, giống như một chiếc xe tay côn thể thao nhưng thực chất là một xe số. Còn ở đây là một phiên bản thiết kế tròn trịa mềm mại dành cho các phiên bản nữ hơn. Với mức giá của Angela hiện tại cũng tầm khoảng lên quanh tầm 17.800 tới 18.000 bao VT, 18.100 bao VT. Đó, đây là phiên bản xe số dành cho nữ, tiết kiệm nhiên liệu, vẫn được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây. Với không gian chiều cao yên á, cũng cực kỳ là thấp và nhỏ gọn để các bạn nữ chúng ta có thể dễ dàng điều khiển. Và kèm theo đó thì chúng ta sẽ có một mẫu xe thiết kế hơi trung tính tí xíu, mình nghĩ là bạn nam hoặc bạn nữ đều đi vẫn được. Và cái nếu mà mấy bạn chọn phiên bản này á, thì nó sẽ tiết kiệm hơn 1-2 triệu so với lại hai phiên bản xe còn lại. Với Elegant này á, thì mức giá chỉ tầm khoảng 17.800, xin lỗi các chị em. Nếu mà bạn chọn phiên bản Elegant này á, chỉ có mức giá tầm khoảng 16.500 cho đến 17.100 thôi, chúng ta đã có thể sở hữu xe được rồi. Xe bao gồm VT. Các bạn nhỏ tầm khoảng cấp 2, xin lỗi, các bạn nhỏ tầm khoảng cấp 3 hoặc là đại học á, các bạn chỉ cần căn cước công dân thôi, không cần bằng lái cũng có thể đứng tên xe sở hữu xe ha. Thì xe này nó 50cc thì nó không cần bằng lái đâu, nên các bạn học sinh sinh viên á, chúng ta mà đi học thường xuyên xa nhà hoặc là chúng ta đi học thêm á, không có tiện cho phụ huynh đưa rước thì có thể chọn các phiên bản này để phù hợp với mình hơn. Đây, đây là màu sắc của một phiên bản Elegant nữa. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng có thể trả góp dùm con em chúng ta, chỉ cần được trước 20-30% thôi. Chúng ta không muốn trả một lần thì chúng ta có thể trả lấy nhắc tầm khoảng 20-30% thôi, để con em chúng ta có thể sở hữu xe được rồi. Hồ sơ thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cứ công dân và căn jeep nha. Đó, thì các chị em chúng ta có thể liên hệ số hotline 0786-46036 sẽ được nhân viên hỗ trợ tư vấn cập nhật giá thường xuyên hơn, chính xác hơn và tư vấn về các gói như là vận chuyển hay là chúng ta đang muốn trả góp thì sẽ có tư vấn trả góp cả biển số như thế nào luôn. Cảm ơn các chị em đã quan tâm theo dõi, đừng quên nhấn like, subscribe kênh Long Tô, sẽ cập nhật nhiều chương trình mới và nhiều xe mới dành cho các chị em nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.